mẹ được nè, nấu cơm nè, giặt đồ nè, lo cho bé Nga nữa đúng không? Dạ. Con học giỏi không? Dạ, giỏi. Chị có mong gì cho gia đình của mình không? Mong gia đình là cho Diễm My học giỏi. Nó học giỏi. Có lúc nào mình không có đủ tiền mình vay mượn đâu được chị? Chị quay ở xóm ăn nhá. Khổ lắm. Rồi những lúc bệnh hoạn không đi làm được thì sao chị? Ở nhà. Chị bệnh ai lo cho chị? Thì đứa nhỏ này lo. Đi mượn tiền, đi mua thuốc cho chị. Trời đất ơi. Mãi ông ra đây. Hoa Sen Home hân hạnh đồng hành cùng mấy ấm gia đình Việt. Diễm My. Rồi đây là tên gì? Con tên gì nè? Nga. Nga hả? À, Nga nhiêu tuổi rồi? 7 tuổi. Nga 7 tuổi. Ủa, con gái của chị làm mướn năm mới về lần rồi để cháu nhà cho chị trông. Rồi chị đi làm vậy là hai đứa tự lo nhau. Diễm My giỏi vậy ta? Con sáng con đi học đúng không My? Rồi ai lo cho Nga? Sáng thì chị chở đi, chở đi học xong lại trưa là cô nó chở về. Con ở nhà là con phụ mẹ được nè, nấu cơm nè, giặt đồ nè, lo cho bé Nga nữa đúng không? Dạ. Con học giỏi không? Dạ, giỏi. Chị có mong gì cho gia đình của mình không? Mong gia đình là cho Diễm My học giỏi. Nó học giỏi. Có lúc nào mình không có đủ tiền mình vay mượn đâu được chị? Chị vay ở xóm ăn nhá. Khổ lắm. Rồi những lúc bệnh hoạn không đi làm được thì sao chị? Ở nhà. Chị bệnh ai lo cho chị? Thì đứa nhỏ này lo. Đi mượn tiền, đi mua thuốc cho chị. Trời đất ơi. Cái số phận nó kém may mắn quá. Con ơi, con có hay khóc thế này với mẹ không? Dạ có. Mỗi lần như vậy thì buồn thì con nói gì với mẹ? Con an ủi mẹ thôi. Con có bao giờ tuổi thân là bạn bè đồng lứa với mình đầy đủ cha mẹ rồi trong cuộc sống đầy đủ hết trơn mà mình không có gì không con? Dạ có. Con tuổi buồn tuổi như vậy đúng không? Thôi thì mình cố gắng hơn một chút con ha. Hy vọng ngày hôm nay á là tham gia chương trình mình sẽ có một ít tiền để mình có thể trang trải nhiều hơn nữa. Cái nhà mình đang ở của ai? Nhà cái đó là nhà nước làm cho chị ha. Chị còn có nhà. Cái gia đình hồi nãy còn không có nhà nữa, ở nhà thuê nữa. Vậy thì mình nhìn lên không bằng ai, nhìn xuống thì mình hơn nhiều người luôn. Thôi cố gắng chị nha. Quan trọng là thế hệ trẻ phải cố gắng học thật giỏi. My ha. Em thấy trong clip á, thì My nói một câu rất là trưởng thành là con mong là mẹ sẽ không phải đi làm nữa. Và bạn lại là một người học rất là giỏi. Cho nên là có thể hy vọng tương lai chính cái sự học này nó sẽ giúp mình thay đổi hoàn cảnh. My cũng nghĩ là hâm thích thương à, rất là mong là bé My sẽ học thiệt là giỏi. À, thưa quý vị, chúng ta vừa xem hai cái clip vừa rồi. Họ đang gặp rất nhiều khó khăn mà không biết bám vào đâu hết quý vị. Cái nghèo, cái khó, cái khổ, cái cực nó cứ bám lấy họ suốt cuộc đời như vậy. Mà bây giờ cũng chưa biết cách nào để ta giải quyết điều đó cả. Số tài khoản của gia đình chị ấy đang chạy trên màn hình quý vị nhé. Hãy chia sẻ với chúng tôi. Ủng hộ mỗi gia đình một chút để cuộc sống họ đỡ khó khăn hơn. Hoa Sen Home hân hạnh đồng hành cùng mấy ấm gia đình Việt.